chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi đã có mặt ở đây để đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng anh em. Và nội dung chính của video ngày hôm nay đó là tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách để chuyển đổi các coin, các token giữa cái network là Binance Smart Chain với lại cái network Polygon qua cái trang web là Poninet và trang web eVodify. Thì đây là hai cái thông số của hai cái network. Quý vị có thể copy và thêm nó vào cái ví MetaMask. Tôi để cái thông số này ở bên dưới video. Đó, quý vị chỉ việc copy thôi. Thì đây là cái trình duyệt mà tôi đã cài đặt cái ví MetaMask cũng như là add cái ví này vào cái trình duyệt web rồi. Quý vị ai chưa biết cài đặt hoặc thêm cái ví vào trình duyệt thì quý vị có thể tìm những cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Đó, thì đây là cái biểu tượng MetaMask. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào này. Đó, tôi sẽ mở rộng nó lên để quý vị dễ quan sát. Đây, mặc định ban đầu thì cái network này nó là chạy trên cái Ethereum mainnet. Thì quý vị hãy vào đây rồi thêm cái mạng Matic mainnet và cái BSC mainnet này vào. Ví dụ ở đây tôi sẽ tắt cái Matic mainnet đi để tôi thêm nó, tôi sẽ xóa một cái đi. Rồi, thì ở đây tôi đã xóa cái network Binance Smart Chain. Thì tôi còn để lại cái Matic Mainnet. Thì quý vị chưa thêm, quý vị hãy lấy cái thông số và quý vị thêm vào. Đó, bây giờ tôi sẽ thêm này. Cái Matic này đã thêm rồi thì thôi, tôi sẽ thêm cái Smart Chain. Quý vị chọn vào cái phần Custom RPC. Đó. Quý vị hãy copy cái thông số của cái mạng Binance Smart Chain vào. Ok chưa? Copy này. Và paste nó vào. Đó. Chain ID 56 symbol BNB block browser bsscan.com. Quý vị kiểm tra lại chính xác chưa? Nếu chính xác rồi thì chọn save vào này. Rồi, BSC mainnet này đã được thêm. Đó, bây giờ quý vị có thể kiểm tra lại. Đây, thì đây tôi đã thêm cái BSC mainnet và cái Matic mainnet tôi đã thêm từ trước rồi. Quý vị ai chưa thêm thì quý vị cũng copy cái phần Polygon mainnet network này để thêm nó vào tương tự như cái bước mà tôi vừa thêm cái Binance Smart Chain. Ok chưa? Rồi, thì cái việc tiếp theo là quý vị phải có cái đồng BLB ở đây để làm phí giao dịch. Đó. Vì đây là cái phí mạng. Ok chưa? Thứ hai là sang cái Matic Mainnet. Thì cái Matic này cũng là cái coin nền tảng, nó chạy trên cái network Polygon, cho nên quý vị bắt buộc cũng phải có cái Matic để làm phí giao dịch trên cái phí ví này. Đó, cả hai cái coin này quý vị có thể rút trực tiếp từ cái sàn Binance về cái ví này. Ok chưa? Nếu mà quý vị rút Matic từ sàn Binance thì quý vị chọn đúng cái chain của nó là Polygon, còn cái BNB
thì quý vị cũng rút về qua cái cổng là BEP20. Ok chưa? Rồi thì bây giờ hiện tại có hai cái trang. Đây quý vị có thể vào cái trang này. Trang này trước này. Xponinet.io. Đó. Thì quý vị vào, nó sẽ tự động cái ví MetaMask nó sẽ hiện lên và nó yêu cầu quý vị kết nối ví với lại cái trang xponinet.io. Rồi ở đây tôi sẽ chọn like để kết nối này. Chọn connect để xác nhận này. Đó. Thì ở đây hiện tại như ở trên này, Binance Smart Chain, tức là cái trên BEP20 nó đã kết nối với lại cái trang này rồi. Ok chưa? Và tôi sẽ đặt chọn cái ô đầu tiên là Binance Smart Chain Mainnet. Đó. Cái ô thứ hai là Matic Mainnet. Cái ô thứ ba là chọn cái token mà quý vị muốn chuyển đổi từ cái BEP20 sang cái Polygon. Thì ở đây trong danh sách nó có ba cái token là DAI, USDC và USDT. Và cái phần cuối cùng thì nó sẽ tự nhận cái địa chỉ ví. Đây là cái địa chỉ ví nhận mà quý vị muốn chuyển từ cái BEP20 sang cái Polygon. Quý vị cũng có thể thay đổi cái địa chỉ nhận. Quý vị lấy cái địa chỉ khác, quý vị dán vào đây cũng có thể được. Ok chưa? Và ở chiều ngược lại, quý vị có thể bấm vào cái mũi tên ở giữa để chuyển đổi giữa hai bên. Thì cái Matic đằng trước này nó sẽ chưa kết nối với lại cái ví đâu. Đó, bây giờ quý vị cứ chọn swap xong là sẽ chuyển mạng. Ok chưa? Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn swap này. Đó, thì nó sẽ yêu cầu quý vị chuyển đổi network này. Chọn vào Switch to Matic Network. Đó, để kết nối. Rồi, chọn Switch Network này. Chọn Sign. Quý vị chờ trong giây lát. Đó, ok. Thì ở đây tôi đang để nó là từ cái Matic Polygon và chuyển sang BEP20. Thì quý vị có thể nhập cái số lượng mà cái đồng DAI vào cái ô thứ nhất. Ok chưa? Và bên dưới thì quý vị sẽ nhận được một cái giá trị tương đương. Phí ở đây là 0.05. 0.05. Đó. Cái phí này là cái phí mà cái trang này họ thu thôi. Đó, còn là tương đối thôi. Có thể nó sẽ có một chút sai lệch khi quý vị swap xong. Và ngoài ra quý vị vẫn phải chịu một cái phí nữa, đó là phí mạng. Trường hợp quý vị swap từ cái mạng Polygon sang cái mạng BEP20 thì quý vị bắt buộc phải có cái đồng Matic để làm phí mạng. Đó, thì swap xong nó sẽ tự động chuyển cái đồng DAI này từ cái mạng Polygon sang cái mạng BEP20. Đó, và quý vị chỉ việc bấm vào swap và quý vị xác nhận ở cái ví một lần nữa. Đó. Tôi sẽ close cái này vào. Ở đây ví dụ tôi sẽ chọn cái đồng USDT chẳng hạn và tôi muốn chuyển từ cái BEP20 sang cái Polygon thì tôi sẽ để nguyên như thế này. Ok chưa? Và tôi chọn swap. Thì cái trường hợp này quý vị lại phải chuyển mạng bởi vì ở trên đây nó đang là Matic Network thì quý vị lại chuyển sang cái Network BEP20 thì quý vị chọn vào Switch. Chọn Switch Network này.
Chọn sai. Đó, và ở đây thì nó cũng như vậy. Cái ô thứ nhất quý vị cũng nhập cái số lượng USDT mà quý vị muốn chuyển từ cái BEP20 sang cái USDT Polygon. Đó. Và nó giống như quý vị swap các token trên các sàn phi tập trung thôi. Đó, quý vị chọn swap và chọn tiếp vào cái ví. Nó sẽ hiện lên để xác nhận. Tất nhiên quý vị swap từ cái BEP20 sang cái Polygon thì quý vị cũng phải có cái coin BNB ở ví để làm phí giao dịch. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Tiếp theo, ngoài cái trang xponinet.io thì quý vị cũng có thể vào cái trang evodify. Đó. Tôi sẽ chọn cái mini rồi chọn bridge. Chọn token bridge. Thì cái phần này nó cũng tương tự như vậy thôi. Quý vị chọn unlock wallet này. Chọn vào cái ví MetaMask. Chọn like, chọn connect để kết nối. Thì ở đây từ BSC BEP20 chuyển sang Polygon này, quý vị cũng có thể đảo ngược lại. Cái ô bên dưới quý vị cũng chọn cái token. Ở đây họ đang hỗ trợ ba cái token là GenX, USDC và ETH. Đó. Còn cái ô này cũng là cái địa chỉ ví của quý vị, nó sẽ tự nhận và nó sẽ tự động swap xong nó sẽ gửi vào cái địa chỉ ví này. Đó. Cái phần dưới này là cái số lượng quý vị muốn swap bao nhiêu, chuyển đổi bao nhiêu thì quý vị nhập cái số lượng nó vào cái ô này hoặc quý vị có thể bấm vào mắt để chọn tất. Rồi xong quý vị chọn vào up vào đâu thì nó sẽ hiện ra một cái xác nhận một lần nữa và xác nhận ở cái ví một lần nữa. Đó. Thì quý vị muốn swap từ cái BEP20 sang cái Polygon thì quý vị bắt buộc phải có cái đồng BLB để làm phí mạng, ok chưa? Ngoài cái phí mạng ra thì cái trang này nó cũng sẽ thu phí theo cái token mà quý vị swap, nó cũng giống như cái bên thằng Xponinet này. Ở chiều ngược lại quý vị cũng có thể bấm mũi tên để chuyển đổi và kết nối switch này. Đó. Thì quý vị cũng có thể chuyển các token nó có trên danh sách này từ cái mạng Polygon sang cái mạng BEP20. Đó. Và nó cũng tương tự y như quý vị thao tác từ cái BEP20 sang cái Polygon. Rồi, cũng chưa xong đâu. Tiếp theo là quý vị phải add cái token vào cái ví của quý vị. Đó. Thì quý vị hãy vào cái Block Explorer để lấy cái smart contract của nó. Copy này. Block Explorer. Thì đây là cái Block Explorer. Nó chạy trên cái network Polygon. Quý vị muốn thêm cái token này vào cái ví thì quý vị hãy đánh cái mã token USDC. Ví dụ quý vị swap cái USDC từ cái BEP20 sang cái USDC Polygon thì quý vị phải lấy cái contract của nó. Đây, tôi sẽ lấy cái contract của USDC. Contract này. Copy contract này vào cái ví MetaMask này, chọn là Matic này, chọn vào Accept này, chọn vào Add Token và dán cái contract nó vào cái ô này. Đó, thì nó sẽ tự nhận cái ô thứ hai, thứ ba. Quý vị chọn Next, chọn vào Add Token, bách mũi tên để chờ lại này. Đó, thì nó sẽ lên cái token là USDC vào đây. Còn trường hợp mà quý vị mà không
quý vị có nhiều người đã swap xong rồi nhưng mà quý vị không biết cách để mà thêm cái token thì nó sẽ không hiện lên trên này đâu. Nên là rất nhiều người quên không để ý cái bước này. Đó. Ở cái chiều ngược lại bên cái phía network BEP20 thì quý vị phải vào cái trang này. Phải vào cái trang bscscan.com. Ok chưa? Thì quý vị cũng lấy cái smart contract của nó, USDT chẳng hạn, USDT. USDC chẳng hạn. Đây, USDC. Và quý vị cũng lấy cái smart contract này, nó chạy trên cái BEP20, vào cái ví MetaMask, chọn đến cái network BSC Mainnet, rồi quý vị chọn add token và dán cái contract của nó vào đây. Đó, quý vị cũng chọn next rồi chọn add token back lại này. Đó, thì cái token nó sẽ lên hiện lên cái ví. Vì có rất nhiều người swap xong, chuyển đổi xong nhưng quý vị lại không biết add cái token này vào và quý vị tưởng là mình bị mất coin. Đó. Thì quý vị chuyển từ cái mạng nào thì quý vị add cái network, add cái token nó chạy trên cái network của mạng đó, ok chưa? Quý vị chuyển từ cái BEP20 sang cái Polygon bằng cái USDC thì quý vị thêm cái USDC vào cái Matic đó thì nó mới nổi lên cái số lượng token nó hiện lên ở đây. Và còn một cái vấn đề nữa quý vị cần lưu ý này, nếu như lần đầu quý vị chuyển đổi thì quý vị nên chuyển đổi một cái số lượng ít thôi, ví dụ như 5 đô, 10 đô chẳng hạn, để xem là nó đã được chưa, nó đã thành công chưa. Rồi sau đó quý vị hãy nên chuyển đổi một cái số lượng nhiều, ok chưa? Và trong cái trường hợp quý vị chờ lâu quá thì quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví này. Đó, quý vị hãy copy cái địa chỉ ví của quý vị nhá. Trong cái trường hợp mà quý vị chuyển từ cái BEP20 sang cái Polygon thì quý vị có thể vào cái trang này. Thì quý vị hãy vào cái trang bscscan.com để truy xuất cái lịch sử giao dịch cũng như là cái trạng thái giao dịch. Đó, quý vị hãy dán cái địa chỉ ví của quý vị vào. Trong cái trường hợp là quý vị chuyển từ BEP20 sang Polygon đó, để kiểm tra cái trạng thái mà quý vị vừa giao dịch nó thành công hay chưa. Ok chưa? Ở cái chiều ngược lại thì quý vị cũng có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch khi quý vị swap từ cái Polygon sang cái BEP20 thì quý vị cũng vào cái trang polygonscan.com. Đó, polygon.com đây này. Và quý vị cũng dán cái địa chỉ ví của quý vị vào cái ô tìm kiếm này để kiểm tra xem là cái trạng thái giao dịch nó đã thành công chưa. Đó, ok chưa? Rồi, thì đến đây thì tôi xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.